Rất vui khi chào đón quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Hẹn Hò cùng Cát Tường. Khách mời đặc biệt của chúng ta đó chính là Ye Ye Nhật Hạ. Uống cà phê này em nhớ đến xuân của em quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và đó chính là chủ đề của ngày hôm nay dành cho Nhật Hạ. Bởi vì chị rất là ghét ai gọi chị là hồi xuân. Block Facebook liền chị. Chắc lóc hết cả thiên đạo. Phần đầu tiên đó chính là thử thách dành cho Nhật Hạ. Mở và đoán nha quý vị nha. Trời ơi sợ quá hả? Rồi giờ em lựa nha, em chạm chúng okay, nào. Ok, chạm chúng cái nào thì em lựa cái đó. Không có đó, của chị gần. Cái gì vậy? Không, cái gì? Nó vừa cứng mình, nó vừa có lông, nó vậy chị? Ôi là con hả? À, cái chủ đề của mình là thanh xuân. Có bao giờ em nghĩ trong cái thanh xuân thời son sắt nhất của mình đã có những điều gì mình chưa kịp làm? Khi mà chưa đi qua sa mạc thì không có biết được cái cảm giác khát nước. Nghĩa là ở cái tuổi đó mà mình lấy chồng, mọi người cũng đoán ra được cái vấn đề gì rồi. Mình phải lập gia đình rồi, mình phải đám cưới. Bây giờ em sẽ ngừng sự nghiệp của em lại. Em rất vô dụng. Tại vì trong 3 năm đó em đâu có kiếm tiền. Thì em phát hiện là công việc của anh đang rất vấn đề. Anh phải bán gì? Em khóc kinh khủng khiếp. Xong rồi lúc đó em bắt đầu đi làm lại. Cái ngày mà em ra MV, người ta quên mình rồi. Những cái thứ mình làm không ai nhớ được hết. Cái tim nó thắt lại.